Camera này đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc đồ đen trùm kín mít. Hắn ta kéo theo một chiếc xe đẩy chứa nhiều túi ni lông lớn màu đen vào trong thang máy, sau đó ra ngoài và kéo dọc theo đường Carla Avenue, rồi rẽ vào Eastern Avenue và dừng lại ở đường Berkshire, Toronto, Canada. Lúc này, chiếc xe bất ngờ va vào lề đường khiến các túi rác rơi ra, khiến cậu ta bối rối một lúc rồi quay đầu bỏ đi. Câu chuyện ngày hôm nay bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 năm 2022. Cư dân khu phố Eastern Avenue đã bàng hoàng phát hiện trong những túi rác bị vứt vội bên đường có những phần cơ thể không còn nguyên vẹn, được cho là của một người phụ nữ. Xung quanh hiện trường không thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên cảnh sát chưa thể xác định được danh tính. Họ chỉ có thể cố gắng ghép nối từng chi tiết lại với nhau với hy vọng tìm ra lời giải cho câu hỏi ám ảnh. Nạn nhân là ai? Và ai đã ra tay tàn độc đến như vậy? Và các bạn đang theo dõi vụ án chấn động Canada năm 2022. Và mình là Khánh Hà sẽ đồng hành với các bạn đi tìm câu trả lời cho vụ án của ngày hôm nay. Đừng quên để lại một like, một follow để không bỏ lỡ những tình tiết ly kỳ tiếp theo nhé. Cùng ngày 28 tháng 3, một nhân viên làm móng tại tiệm nail ở góc đường Davenport and Yonge, thành phố Toronto, Canada, cảm thấy lo lắng vì đã 2 ngày liên tiếp mà bà chủ Tiên Lý không mở cửa, cũng không thông báo trước. Người này đã thử liên lạc với con trai bà, chính là Dallas Lee, nhưng không ai bắt máy. Ngày hôm sau, cảnh sát đã công bố hình ảnh bộ móng tay của người phụ nữ xấu số với màu sắc và kiểu dáng đặc biệt, có phần nền móng màu xanh và đầu móng được kẻ hoa văn tỉ mỉ. Hy vọng là ai đó có thể nhận ra. Chỉ trong vòng 24 giờ, nhân viên làm móng tại tiệm bà Tiên Lý đã liên hệ với cảnh sát, tin rằng nạn nhân chính là bà chủ của mình, Tiên Lý, 46 tuổi, vì cô nhận ra bộ móng với kiểu thiết kế quen thuộc. Ngay lập tức, cảnh sát đã đến nhà riêng của bà Tiên Lý và phát hiện ra cánh cửa nhà đang mở toang, bên trong đẫm máu. Chẳng ai thấy con trai bà Tiên Lý, tức Dallas Lý đâu. Không lâu sau đó, anh ta trở thành nghi phạm chính trong vụ án dã man này. Trong vài ngày sau đó, Dallas đã nhiều lần tìm cách trốn sang nước ngoài. Hắn đã đến sân bay Pearson và mua vé máy bay đến Mỹ, với hy vọng có thể từ đó trốn sang Việt Nam. Tuy nhiên, do không có vé khứ hồi, Dallas đã bị từ chối nhập cảnh. Sau đó, hắn ta bắt xe đến Niagara Falls, tìm cách vượt biên nhưng bất thành. Cuối cùng, Dallas mua vé máy bay đến Vancouver nhưng sau đó đã hủy bỏ kế hoạch vì biết rằng cảnh sát đang truy lùng mình gắt gao. Sau đó, hắn ta bị bắt vào ngày 2 tháng 4 năm 2024. Tại phiên tòa xét xử Dallas ngày 29 tháng 4 năm 2024, cảnh sát đã đưa ra rất nhiều bằng chứng, bao gồm một con dao săn và một chiếc quần thể thao của Dallas đều dính máu nạn nhân. Máu của bà cũng được tìm thấy trên một chiếc búa trong căn hộ. Bằng cách sử dụng hóa chất để truy tìm dấu vết máu, cảnh sát còn phát hiện ra phần máu đã được lau chùi ở hành lang. Từ đó họ nhận định rằng bà Tiên có thể đã bị tấn công, kéo lê rồi chia nhỏ ngay tại căn hộ của mình. Dựa vào camera giám sát, cảnh sát cũng dựng lại được dòng thời gian của vụ án. Hình ảnh cho thấy bà Tiên trở về căn hộ lúc hơn 8 giờ tối. Đến khoảng nửa đêm, camera ghi lại hình ảnh Dallas Lee kéo một chiếc xe đẩy chứa đầy túi rác ra khỏi căn hộ. Lần này, cảnh sát xác định rằng trong đó chính là bà Tiên. Tại phiên tòa, Dallas khai rằng hắn dự định sẽ đến công viên Tommy Thompson để ném các túi rác xuống hồ Ontario. Tuy nhiên, giữa chừng, các túi rác đã rơi ra khiến hắn ta không thể thực hiện ý định đó. Lúc này trước tòa, Dallas Lee thừa nhận là đã ra tay với mẹ mình, nhưng đó là do hắn bị kích động quá mức. Hắn ta khai rằng là đã phải chịu sự bạo hành từ mẹ suốt những năm tháng thời thơ ấu. Luật sư của Dallas cũng đưa ra lời bào chữa là thân chủ của mình đã ra tay trong lúc hoảng loạn tột độ bởi vì lo sợ những gì sẽ xảy ra khi quyết định rời khỏi nhà. Dallas chỉ muốn thoát khỏi vòng xoáy bạo hành và bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ của hắn thì lại là một người phụ nữ độc đoán, thích kiểm soát con cái và thường xuyên đánh đập mắng chửi con. Bà Tiên cũng là kiểu người gây áp lực buộc Dallas là phải đạt nhiều thành tích trong học tập, nhưng mà cuối cùng thì hắn đã bỏ học từ năm cấp 3. Do vậy thì bà Tiên thường xuyên gọi hắn ta là kẻ ngốc, lười biếng và đánh đập hắn rất dã man. Thậm chí là còn sử dụng một chiếc que gãi lưng được mài nhọn lại chỉ để trừng trị hắn. Buổi thẩm đoàn đã được xem những vết sẹo trên lưng Dallas khi hắn ta đưa ra lời khai. Khi xuất hiện tại tòa, Dallas cho thấy mình là một thanh niên có vẻ ngoài hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ. Hắn ta mặc một bộ vest rất nghiêm chỉnh, tỏ ra rụt rè khi đứng ra trước tòa. Tuy nhiên, khi nhắc lại những lời lẽ của mẹ lúc còn sống, Dallas bất ngờ hét lớn bằng tiếng Việt khiến cả phòng xử án bàng hoàng. Sau đó,
hắn ta lại trở về dáng vẻ bình tĩnh khi phiên dịch viên dịch lại lời khai. Trước khi gây án, Dallas đang làm việc tại tiệm làm móng của mẹ với vị trí lễ tân. Tuy nhiên, hắn ta không thích công việc này và muốn theo đuổi ngành ẩm thực. Vào ngày xảy ra vụ án mạng, Dallas dự định đến trung tâm dịch vụ việc làm cho thanh thiếu niên để tìm kiếm cơ hội mới. Tuy nhiên, mẹ hắn ta lại yêu cầu hắn đến tiệm làm móng. Vì đã có người giúp việc, Dallas quyết định ra về sớm. Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chuyển đến sống cùng dì và nói với mẹ về quyết định này vào buổi tối. Thế nhưng, sau khi nghe xong, bà Tiên đã nổi cơn thịnh nộ và đe dọa sẽ xử cả Dallas lẫn dì của hắn nếu hắn dám bỏ đi. Dallas quay về phòng trong khi bà Tiên vẫn tiếp tục la hét, đe dọa sẽ đánh hắn nếu hắn không ra ngoài nói chuyện với mẹ. Vì thế, Dallas đã quyết định rời khỏi nhà. Hắn ta mang theo một con dao săn để dọa mẹ. Tuy nhiên, bà Tiên nhất quyết không chịu nhường đường. Dallas khai rằng hắn ta đã bị mẹ đánh vào trong lúc không kiềm chế được bản thân. Hắn đã rút dao đâm nhiều nhát vào cổ bà Tiên. Dallas khai rằng hắn ta không thể nhớ chính xác là mình đã đâm mẹ bao nhiêu nhát. Còn theo công bố từ phía công tố, Dallas Lee đã đâm mẹ mình tổng cộng là 27 nhát. Sau khi gây án, Dallas trốn trong phòng, nghe nhạc suốt nhiều giờ đồng hồ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điện thoại của hắn ta cho thấy hắn đã gọi vào số của mẹ 3 lần sau khi bà Tiên qua đời. Cuối cùng, khi bừng tỉnh và nhận ra hậu quả, Dallas đã vội vã lau dọn hiện trường và bắt đầu tìm cách phi tang. Cả bên công tố và bên bào chữa đều mời chuyên gia tâm lý đến để làm chứng. Bên bào chữa mời bác sĩ tâm lý Mitesh Patel, người đã chẩn đoán Dallas Lee mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD do bị lạm dụng khi còn nhỏ. Bản thân bác sĩ Patel cho rằng Dallas đã bị kích động nên đã hành động trong lúc mất kiểm soát. Còn về phía công tố mời bác sĩ Alina Joseph, bác sĩ Joseph đồng ý rằng Dallas Lee đã bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần trong suốt thời thơ ấu. Tuy nhiên, bà cho rằng các triệu chứng PTSD của Dallas chỉ xuất hiện sau khi hắn ta ra tay với mẹ và chúng không phải là hậu quả của việc bị lạm dụng lúc nhỏ. Theo bác sĩ Joseph, người mắc chứng PTSD sẽ thường xuyên hồi tưởng lại những chấn thương tâm lý trong quá khứ. Trong khi đó, Dallas lại gặp ác mộng về việc ra tay với mẹ. Ngoài ra, sau khi bị bắt, Dallas còn nhìn thấy ảo giác về những bóng ma đang đuổi theo mình tại trung tâm thương mại Eaton Center. Do vậy, bà kết luận rằng Dallas Lee chỉ mắc chứng PTSD sau khi gây án. Và sau cùng thì 5 bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết buộc Dallas Lee phải thụ án tối thiểu là 10 năm để được ân xá. 3 bồi thẩm đoàn còn lại đề nghị mức án 15 năm. Tuy nhiên, do vụ án quá phức tạp nên thẩm phán vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng ngay mà còn cần thêm một khoảng thời gian để xem xét các yếu tố trong vụ án. Còn bạn? Bạn nghĩ bao nhiêu năm tù cho Dallas Lee là xứng đáng cho những tội ác của hắn ta? Nhớ để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận bên dưới và ủng hộ Khánh Hà cùng Kỳ Án Có Thật một like và một follow nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.